Xin chào các bác nông dân thân mến. Hôm nay tôi rất vui được giới thiệu đến các bác một sản phẩm cực kỳ hiệu quả để diệt trừ rẩy và rệp sáp. Đó chính là Lotusine 400 Rotowip. Vũ khí lợi hại giúp các bác tiêu diệt rầy và rệp sáp. Chắc hẳn các bác cũng biết rầy và rệp sáp là những kẻ thù đáng ghét trong nông nghiệp. Chúng phá hoại mùa màng, làm cây trồng của chúng ta bị giảm năng suất. Nhưng đừng lo, Lotusine 400 WP sẽ giúp các bác giải quyết vấn đề này. Lotusine 400 WP là một loại thuốc trừ sâu cực mạnh được nghiên cứu đặc biệt để trị rầy và rệp sáp. Điểm nổi bật của sản phẩm này là khả năng diệt sâu bệnh siêu nhanh và hiệu quả, chỉ cần phun một lần là đủ. Không chỉ vậy, Lotusine 400 WP còn giúp bảo vệ cây trồng của các bác, ngăn chặn rầy và rệp sáp quay trở lại trong một thời gian dài. Sử dụng Lotusine 400 WP cũng rất đơn giản. Các bác chỉ cần pha loãng thuốc theo hướng dẫn trên bao bì rồi phun đều lên cây trồng thôi. Để đạt hiệu quả tốt nhất, các bác nên phun vào buổi sáng sớm hoặc chiều mát nhé. Nhờ phun đều lên toàn bộ cây, đặc biệt là những nơi rầy và rệp sáp thường ẩn nấp. Ngoài hiệu quả cao, Lotusine 400 WP còn rất an toàn cho cả người dùng và môi trường. Sản phẩm này không gây hại cho các loài côn trùng có ích và cũng không để lại dư lượng hóa chất độc hại trên cây trồng của các bác. Với những lợi ích tuyệt vời như vậy, Lotusine 400 WP chính là bí quyết giúp các bác bảo vệ mùa màng và nâng cao năng suất. Hãy dùng thứ Lotusine 400 WP và cảm nhận sự khác biệt nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Đừng quên bấm thích và đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích từ Dublin.vn. Chúc các bác có một mùa màng bội thu. Dublin.vn.